tới lúc này thì đội tuyển Campuchia đang cho thấy một lối chơi tương đối tích cực, họ áp sát rất nhanh và đang có bóng. Và Tanaka dứt điểm, tình huống dứt điểm của Chan Vatanaka và là cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở trận đấu này. Một pha bóng mà tiền đạo mang áo số 11 đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Kyo Jin Tet. Người mặc áo đen là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Myanmar, huấn luyện viên người Đức Anton Ponhey. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà Chan Vatanaka đã cố gắng để dứt điểm qua hai chân của thủ môn Kyo Jin Tet. Nhưng thủ môn đội trưởng của đội tuyển Myanmar đã phán đoán rất nhanh. Trong những phút đầu tiên này có thể thấy các cầu thủ Campuchia rất tích cực áp sát và lấy bóng ngay từ phần sân của đội tuyển Myanmar. Điều đó đã tạo ra những khó khăn nhất định cho đội chủ nhà. Sithuaung. Vẫn đang là cầu thủ Myanmar. Đã có lỗi việt vị của cầu thủ mang áo số 16 Sithuaung. Thật bất ngờ khi cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở trận đấu này được tạo ra bởi đội khách Campuchia. Không hề có sự e ngại của đội bóng này. Cho dù họ là đội bóng bị đánh giá thấp hơn và phải chơi trên sân khách. Còn quá sớm để nói về những thay đổi của Keisuke Honda giúp cho đội tuyển Campuchia chơi tốt hơn. Nhưng ít nhất là cho tới lúc này thì sự có mặt của Keisuke Honda cũng mang tới một cái nhìn khác hơn của các đội bóng trong khu vực dành cho đội tuyển Campuchia. Chan Vatanaka đang bị đau và cầu thủ Myanmar đã đưa bóng đi hết đường biên dọc. Đang có những nhắc nhở của trọng tài Clifford Postanet dành cho Bin Theory, cầu thủ mang áo số 23 bên phía đội tuyển Campuchia. Một cầu thủ gốc Pháp và rất đáng chú ý trong đội hình của đội tuyển Campuchia. Vừa rồi là tình huống vào bóng khá nguy hiểm của Sithuaung. Tanaka là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Campuchia vào lúc này. Anh là người có thể tạo ra những đột biến. Năm nay 24 tuổi và Chan Vatanaka đã có 42 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh ghi được 14 bàn thắng. Và theo một cách gọi mà truyền thông ở khu vực Đông Nam Á vẫn ví von cho Chan Vatanaka, đó là Messi của Campuchia. Nhưng tất nhiên đó chỉ là một cách so sánh vui mà thôi. Hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua và đội chủ nhà Myanmar lúc này đang gặp đôi chút khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đội tuyển Campuchia. Thêm một cơ hội nữa. Dứt điểm. Pha dứt điểm thứ hai ở trận đấu này của đội tuyển Campuchia. Và người vừa có cú sút là cầu thủ mang áo số 12 Su Suhana.
Thêm một cơ hội cho đội tuyển Campuchia. Đường chuyền không cho ai cả. Rõ ràng là huấn luyện viên người Đức Antonio Hey không thể hài lòng với những gì mà các học trò thể hiện trong những phút vừa qua. Đội tuyển Myanmar được chơi trên sân nhà được đánh giá cao hơn, nhưng lại có phần lép vế so với đối thủ Campuchia. Có thể thấy là mặt sân Mandalay cũng không thực sự tốt, và điều này cũng sẽ ảnh hưởng phần nào tới lối chơi của cả hai đội trong ngày.